nhân này được phát hiện mắc ung thư vú cách đây 14 năm. Bệnh nhân đã được điều trị phẫu thuật cắt vú, truyền hóa chất, xạ trị và sử dụng thuốc đích. Tình hình bệnh nhân tiến triển ổn định và chỉ phải tái khám định kỳ theo lịch hẹn của bác sĩ. Gần đây, khi đi khám định kỳ, bệnh nhân phát hiện có khối u buồng trứng. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ tử cung và hai phần phụ. Khi tôi sờ thấy là nó thấy có một cái cục u đấy. Thế là tôi cứ cảm thấy là bình thường thôi, nhưng đến khi nó cứ giật nhiều quá thì bắt đầu tôi vào bệnh viện tôi đi khám. Khám thì bác sĩ chỉ định là bà phải đi mổ, chứ không để được. Tại vì lúc đấy nó thành cái bánh rồi. Tia xạ 25 mũi và 5 mũi buồng trứng. Sau đó thì uống thuốc tamoxifen trong 5 năm. Các bác sĩ cho biết đây là một bệnh nhân điển hình về hội chứng ung thư vú và ung thư buồng trứng di truyền do đột biến gen. Trong các loại đột biến gen có liên quan đến ung thư buồng trứng và ung thư vú, BRCA là một trong những loại đột biến gen phổ biến nhất. Trung bình cứ 4 người bị ung thư buồng trứng thì có một người có thể đột biến BRCA. Theo thống kê, hiện có khoảng 13% phụ nữ bị ung thư vú, trong đó có 72% mang đột biến gen, khoảng 1,3% bị ung thư buồng trứng, trong đó có gần 40% mang đột biến gen. Có khoảng 59 đến 72% các bệnh nhân mang cái gen BRCA1 sẽ phát triển thành ung thư vú trong cả cuộc đời của người ta, hoặc là 45 tới 69% những đối tượng mà mang gen BRCA2 thì sẽ xuất hiện ung thư vú trong cả cuộc đời của bệnh nhân. Và cái nguy cơ của những người mà mang cái gen đột biến BRCA1 hoặc là BRCA2 thì cũng có cái nguy cơ tăng cái tỷ lệ ung thư vú đối bên sau khi mà người ta đã được chẩn đoán ung thư vú, hoặc là người ta cũng có những cái nguy cơ là phát triển là ung thư buồng trứng trong suốt cả cuộc đời của người ta. Cũng theo các bác sĩ, đối với ung thư buồng trứng và ung thư vú do đột biến BRCA, bệnh nhân có thể được tiếp cận với thuốc trúng đích có liên quan đến đột biến gen BRCA, đó là điều trị trúng đích với cơ chế tác động lên khả năng chỉnh sửa DNA bị tổn thương của tế bào. Với liệu pháp mới này, bệnh nhân được cải thiện chất lượng điều trị, thậm chí nhiều người được chữa khỏi nếu phát hiện sớm. Với những trường hợp chúng tôi thấy rằng là những đối tượng có nguy cơ mang những cái gen di chuyển đó thì chúng tôi sẽ tư vấn. Sau khi tư vấn thì chúng tôi có thể là sẽ tiến hành cho bệnh nhân làm các cái xét nghiệm để phát hiện, tìm kiếm những cá thể mang tình trạng đột biến gen. Với những trường hợp bệnh nhân mà có cái tình trạng đột biến gen thì đương nhiên ở cái giai đoạn sớm thì chúng tôi vẫn mong muốn là điều trị mang tính chất là trực căn, sử dụng các biện pháp phẫu thuật hóa trị hoặc là có thể những cái thuốc điều trị đích để điều trị cho bệnh nhân. Còn trong trường hợp bệnh nhân ở giai đoạn muộn thì có thể ngoài cái biện pháp phẫu thuật có thể là một biện pháp lựa chọn điều trị, thì nền tảng của các phương pháp điều trị ở giai đoạn muộn vẫn là điều trị toàn thân, có thể là điều trị mang tính chất truyền hoặc có thể là các cái thuốc uống. Các bác sĩ khuyến cáo đột biến gen trong ung thư vú và ung thư buồng trứng đa phần là bệnh lý ung thư di truyền. Vì vậy, với những người có yếu tố tiền sử gia đình từng có người mắc các loại bệnh ung thư này, nên chủ động đi khám tư vấn và xét nghiệm di truyền để tầm soát phát hiện càng sớm càng tốt. Bởi hiện nay, với các phương pháp điều trị mới đang được triển khai tại bệnh viện ca, nếu được phát hiện sớm, tỷ lệ điều trị thành công là rất cao.